mời các bạn xem tiếp bộ truyện Nam chủ vì sao quyến rũ ta, tập 16. Không phải đâu, Chúc ca. Lắc đầu. Đủ rồi, buông tay, từ đầu đến cuối, ngươi đều đang lừa ta. Bằng hữu gì đó đều là giả. Cút, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi nữa. Không, Chúc ca, ta thề sau này sẽ không xảy ra chuyện như này nữa. Kéo lại. Rượu độc này là Pháp Hải chuẩn bị cho ngươi, rõ ràng hắn muốn hại ngươi. Tên hòa thượng này không đơn giản. Hạ ta. Ngươi hại ta còn ít à? Không phải ngươi cũng là một trong số đó à? Ta, món nợ này chúng ta tính sau đi. Chột dạ, bây giờ Hứa Tiên vì chúng ta mà chết. Đây là muốn đi tiếp tình tiết trộm tiên thảo cứu Hứa Tiên sao? Vậy cũng là tình tiết của ta, không liên quan đến ngươi. Hất ra. Đừng đi theo nữa, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta thì ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Nếu thật sự quyết tuyệt giống như ngươi nói, vậy tại sao bây giờ ngươi không giết ta luôn đi? Tại sao ngươi không biến thành hồ ly đáng yêu xin tha, lừa gạt cho qua giống như lúc trước nữa? Nói thật làm gì? Nụ cười đau buồn. Bởi vì ta không muốn lừa hắn nữa. Khinh khinh, đừng trách tỷ tỷ cảm giảm. Hay đừng quên tổ huấn của Hồ Yêu Đồ Sơn chúng ta, chỉ quyến rũ người, không động lòng, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng. Không quên, nhưng gia vẫn luôn là hồ yêu phế vật có pháp thuật kém nhất trong tộc. Ngồi xuống. Chỉ khi ở trước mặt ngươi ta mới có thể làm chính mình như này. Không phải bạch xà, không phải nữ nhân, chỉ là ta. Là ta đã cô phụ hắn. Tỷ, thật ra đại yêu như hắn bóp chết ta dễ giống như bóp chết một con kiến. Phải, trước đó chỉ một kiếm của hắn đã giết được ngươi rồi, nhưng lại... Nhưng ta thả là hắn hung tàn giống như lúc trước. Như này thì ta làm gì cũng có thể không có chút gánh nặng nào. Cười khổ, chứ không phải như bây giờ, cho dù phẫn nộ đến cực điểm cũng không làm tổn thương ta.
buồn bã. Tại sao hắn phải thay đổi chứ? Hơn nữa, tại sao ta có thể cảm nhận được? Nội đan của hắn và ta khó chịu như nhau chứ? Sắp xếp hứa tiên xong, ngươi lại vội vội vàng vàng đi đâu vậy? Đương nhiên là đến Cologne. Với tính cách của Trúc Ca, dù có tức giận cũng phải làm chính sự. Bây giờ chắc chắn là đến núi Cologne rồi. Ngươi trái lại trở nên quen thuộc với A Trúc rồi, biết cả tính cách của người ta. Ha ha. Nhưng ngươi đi thì có thể làm được gì chứ? Hắn đã nói ngươi còn dám xuất hiện trước mặt hắn thì sẽ băm ngươi thành trăm mảnh mà. Mặc dù pháp thuật của ta không giỏi, nhưng nhỡ đâu mèo mù vớ được cá rán thì sao? Chỉ cần ta lặng lẽ xâm nhập, không lộ mặt thì hắn có thể làm gì được ta? Xem ra ta nói gì cũng không cản được ngươi. Cản ta làm gì? Tỷ nên vui mừng chứ, ta tích cực chủ động tham gia vào tình tiết như vậy, sau này mỹ thuật đạt được thành tựu sẽ là chuyện trong tầm tay. Nhưng ngươi vẫn phải bảo trọng, khinh khinh. Đùng đoảng, ầm. Không ổn, Trúc Ca. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Soạt. Cụ, thiên đạo đáng chết này. Nguyệt yêu to gan, vậy mà dám xông vào tiên sơn trộm đi linh chi. Hạc đồng thủ tướng núi Côn Lôn. Lục đồng thủ tướng núi Côn Lôn. Khuyên ngươi mau chóng rời khỏi, tiên thảo 3.000 năm mới kết một đóa hoa, đâu phải để cho ngươi động vào. Ta mặc kệ nó là 3.000 năm hay 5.000 năm, cười khẽ. Nếu không phải bị tình tiết làm khó, sao ta có thể bại trong tay các ngươi? Đáng tiếc ta không phải hắn, ta dù gì cũng là người trong sách. Lẩm bẩm, siết chặt, siết chặt. Bạch xà, không được làm bậy. Vù. Mà ta chỉ có thể làm được tới bước này. Ca, ngươi đừng làm liều. Sừng sốt. Hắn quả nhiên rất tức giận, không hề thương tiếc cho cơ thể của mình. Keng. Chỉ dựa vào võ công mèo cào kia của ta, bây giờ xông ra sợ là không giúp được gì, phải nghĩ cách khác.